Ngày 26 tháng 3, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng quyết định bắt khẩn cấp 3 thanh niên gồm Lê Thanh, Hoàng Xuân Tú, Nguyễn Thanh Bình cùng thường trú tại thành phố Hải Phòng và tạm trú tại phường 6 thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Qua điều tra, cơ quan công an xác định 3 đối tượng đã thực hiện việc cho vay đối với 46 người. Tổng số tiền cho vay là 590 triệu 400 nghìn đồng với lãi suất cho vay từ 15% cho đến 208% một tháng trên một khoản vay. Thu lợi bất chính là 78 triệu 608 000 đồng. Ngay trong chiều tối ngày 25 tháng 3, Công an thành phố Đà Lạt đã có lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ba đối tượng trên, tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.